Bạn nghĩ khi nào thì một con người thực sự chết đi? Khi họ bị một viên đạn bắn xuyên tim hay là khi họ mắc một căn bệnh nan y khó chữa? Thực ra thì câu trả lời đều là không. Mà một con người thực sự chết đi khi họ thực sự đã bị lãng quên mà thôi. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rogue API. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review và tìm hiểu về di sản của 4MG, vị vua đáng kính của Vương quốc 2890. Ok, không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Như mọi người đã biết, đây chính là bức thư mà chính tay mình đã viết. Sau một khoảng thời gian dài mất liên lạc với bốt thì bỗng nhiên mình nhận được một tin dữ, đó là bốt đã qua đời trong một cơn đau tim. Lý do bốt bị đau tim là do các tác nhân bên ngoài, chứ không phải là bốt bị đau tim do chơi game quá nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Đây là một thông tin quá sức đột ngột, nó khiến mọi người trong Vương quốc vô cùng bàng hoàng. Trước giờ thì mọi người đều biết bốt là một luật sư được rất nhiều người kính trọng. Công việc thì có phần bận rộn nhưng mà bốt vẫn rất tâm huyết và dành ra rất nhiều thời gian cho Vương quốc. 4MG thì nói chuyện với mình hàng ngày và có tâm sự với mình rằng là chỉ cần bỏ ra 2 đến 3 tiếng để giải quyết công việc hàng ngày. Trong khi đó thì bốt đầu tư 4 đến 5 tiếng để tiếp tục cố gắng online và quản lý Vương quốc. Với tính chất công việc là một luật sư, có thể nói là hơi mắc bệnh nghề nghiệp một chút vì bốt hơi nghiêm khắc, kể cả ở trong game. Bốt dành ra rất nhiều thời gian để chăm sóc và chiến đấu cùng Vương quốc. KVK nào, bất kể trận đánh nào thì bốt cũng tham gia voice chat cả. Thậm chí đôi lúc còn nghe tiếng bốt ngủ gáy trên voice chat nữa. Đó đều là những cái kỷ niệm rất là khó quên đối với mình. Tiếp theo nội dung thư mình có viết, 4MG yêu 2890 đến giường nào và anh ấy coi chúng ta như những thành viên trong gia đình. Trong khoảng thời gian 2 năm trò chuyện cùng bốt thì bốt có chia sẻ với mình với 3 mong muốn. Thứ nhất đó là biến 2890 thành một đại đế quốc hùng mạnh. Thứ hai là chiến thắng kỳ KVK địa ngục lúc bấy giờ là 2377 đánh với 2429, cho họ thấy là 2890 điên rồ đến mức nào. Và cuối cùng là giữ cho Vương quốc 2890 sống và trường tồn mãi mãi. Về nguyện vọng đầu tiên thì có lẽ mãi dở dang và khó có thể trở thành hiện thực. Bởi vì để trở thành một siêu nấm thì cần rất nhiều người chơi tiêu dùng tầm cao. Mà muốn như thế thì cần một lãnh đạo tinh thần uy tín, nhiệt huyết, ít nhất là phải như 4MG thì việc tuyển dụng mới dễ dàng được. Mong muốn thứ hai thì đã hoàn thành rồi. 2890 đã trở thành vương quốc phi đế chế tốt nhất ở kỳ KVK vừa rồi. Còn với nguyện vọng cuối cùng thì đội ngũ R4 cũng như là bot Ivan sẽ tiến hành giảm seed xuống tầm seed B chẳng hạn. Bởi vì seed A hoặc là cao hơn thì như mình nói ở trên là cần rất nhiều bot nạp dương để anh em hít dương hồi sức. Còn nếu không có mà cứ đánh seed A thì sớm muộn gì các tài khoản của những anh em trong vương quốc cũng sẽ cạn lực và chẳng khác gì bị zero cả. Vậy nên hạ seed là phương án tối ưu nhất cho nguyện vọng này của bot. Và đó là lá thư mở đầu cho di sản của bot MG. Vậy cụ thể thì di sản của bot có những gì? Đầu tiên đó là tài khoản của bot đã từng chơi. Hiện tại thì bên ngoài màn hình đang là gần 140 tỷ tài nguyên. Tên của bot cũng được mình đổi thành MG King Legacy, tức là di sản của vua MG. Ở mục thông tin cá nhân, sức mạnh hiện tại đang là 235 triệu sức mạnh. Điểm tiêu diệt là 25 tỷ năm, một con số phản ánh độ máu chiến của bot. Tỷ lệ win trước dương thần Osiris cũng khá cao là 67/88. Hồng đồ thì bot đã mở được 4 cái. Trong kỳ KVK vừa rồi thì bot đã chết hơn 31 triệu quân. Và hết KVK thì bot đã được trả lại 15 triệu lính và đã có mốc sức mạnh như thế này. Sức mạnh tối đa của tài khoản này đã từng có lúc lên đến 360 triệu và quân chết thì đã gần 200 triệu. Về album ảnh thì đây là những dấu mốc đáng nhớ của bot và mình là người theo dõi nên là mình cũng nhớ rất rõ. Bước đầu tiên thì là ảnh của bot đang bao vây một thành phố của địch. Kẻ địch thì có hơi gáy bẩn một chút nên là bot đã chụp ảnh lại coi như đó là một chiến lợi phẩm. Còn đây là đại sảnh anh hùng của các mùa KVK trước. Bot thì luôn luôn chết rất nhiều lính. KVK này thì bot đã hy sinh là 230 triệu sức mạnh. KVK này thì gắt hơn nữa, mất gần 300 triệu sức mạnh. Quả ảnh này thì đang là quá trình tổng kết mùa, bot là người chữa lành nhiều nhất, chứng tỏ bot luôn hy sinh và tanh cho anh em đánh. Lính hy sinh thì chắc chắn rồi, không ai khác ngoài bot MG và tài khoản phụ của bot. Còn đây là KVK vừa rồi với Vương quốc 2377, mình đã căn ke hết sức để lấy được top 1 sự kiện này. Dành cho anh em nào chưa biết thì chế độ này rất khó để top 1, ai lên thì cũng nhanh chóng sẽ bị đánh xuống mà thôi, kể cả có là bot 33TC hay là Mr. Hope đi chăng nữa. Nhưng với những trích lỏ già dơ của mình đã may mắn có được top 1 trước khi KVK khép lại và chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Tại vì thực ra mình cũng biết tính của bot MG, có thể nói bot là điển hình của một phụ huynh châu Á và mắc hội chứng OCD nặng, cái gì cũng phải là top 1 cho bằng được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem túi đồ. Mục tài nguyên thì đập vào mắt chúng ta là rất nhiều điểm VIP, từng này thì mình nghĩ là đủ để áp VIP 19 rồi. Xu quý thì tài khoản này còn 1 xu, mùa vừa rồi thì được 5 đến 6 xu gì đó nhưng mà mình đã dùng shopping cả rồi. Xu mùa giải thì còn tận 170.000. Tài nguyên thì khỏi phải nói rồi, rất nhiều. Dương pha lê ở 38 dương, kèm theo mấy dương tím này nữa thì mùa sau chắc chắn là tài khoản này sẽ có màn khởi đầu rất là tốt rồi. Tăng tốc ở đây thì khá ít, chính xác hơn là khi mà mình nhận được tin bot mất thì tài khoản này gần như là không có tăng tốc. Nhưng mà hiện tại thì mình đã nạp thêm và thuê pilot kéo man nên là hồi lực cũng được từ này rồi. Các item tăng mạnh thì chất đầy kho, 383 cái tăng tấn công 24 giờ, 526 cái mở rộng quân đội 50%. Chỗ này đánh không biết bao giờ mới hết được anh em ạ. Xem lại tổng quan thiết bị thì ở đây bot có rất nhiều vật liệu.
Trang bị thì nhìn cũng rất mạnh, biểu trưng level 4, level 5 sáng chói lọi. Để tí nữa đến mục chỉ huy chúng ta sẽ xem cho trực quan nhé. Ngoài ra thì ở dưới cùng cũng còn một mớ nguyên liệu đã mở sẵn nữa. Vũ trang thì bốt có 14 viên tẩy luyện ở đây, hai cái vật phẩm chuyển đổi minh văn. Để mình demo luôn cho anh em xem. Cái này thì có thể chuyển bất khả chiến bại thành gan dạ, nhưng mà thuộc tính thì chắc chắn là random nên là cũng hơi rén một chút. Gan dạ thì khỏi phải bàn rồi, cộng trực tiếp vào sát thương kỹ năng mà lại không cần áp dụng điều kiện nên là quá ngon trong việc đánh đồng. Rally đồn trú thì cũng ngon không kém. Nói chung là minh văn này là top 1, top 2 hiện tại rồi. Còn bất khả chiến bại này thì cần có thời gian để kích hoạt bởi vì nó có xác suất, thế nên là nó sẽ hợp với cuộc chiến dài hơi như là rally hoặc đồn trú. Vũ trang tài khoản này thì cũng rất mạnh nên là tí nữa chúng ta đến phần chỉ huy thì sâu một thể nhé. Mục khác thì tài khoản này hiện đang có khá nhiều vé lung linh, còn mấy vé này trong túi nạp thì rất là tiện rồi, muốn nạp là nạp ngay vào luôn. Vé bay thì tài khoản này vẫn còn 192 vé. Điểm hành động thì cũng gần như hết luôn rồi. Mùa vừa rồi thì mình cho kéo man đến hơi thở cuối cùng mà anh em. Tiếp đến là mục chủ đề thành phố. Chúng ta sẽ xem ở dưới lên cho nó phong cách nhé. Đầu tiên đó là nhà quốc dân KVK1, tiếp theo là nhà dược phi, tiếp đó nữa là cung điện Tokapi, tiếp đến là nhà Atlantic. Giờ là dùng tiền để đua anh em ạ. Nhà này thì nhìn có vẻ là mây đường thúy ảnh, nhưng mà thực ra lại là tiếng gọi vĩnh hằng. Một pha dương đông kích tây đến từ vị trí của bot. Đây chắc là chiến thuật dùng để đánh lừa địch đây mà. Nhà này thì mới là mây đường thúy ảnh, tăng 15% phòng thủ của kỵ binh. Nhà này là nhà 15% công. Nhà đế quốc thoát ly tăng 15% máu bộ. Nhà này thì quá ngon cho anh em bộ binh rồi. Kế đến là nhà trường thuyền chiến ca, tăng tấn công 12% cho tất cả loại quân. Thế nên là nhà này được các bot ưa chuộng rất nhiều để kiếm kill. Cuối cùng là nhà chùa, chính xác hơn là chùa màn hỉ thiên bội. Một nhà máu cung cũng vừa đẹp vừa ngon lành cho các dân chơi cung thủ. Đến với tiết mục chính thì Hoắc Cứ Bệnh đang là chỉ huy mạnh nhất với một set đồ hoành tá tràng bao gồm kiếm level 5, áo, găng tay, quần, giày cũng level 5. Mũ khan thì KVK vừa rồi mình mua hết bản vẽ thì mới lên được level 4, nên là chắc phải KVK sau mới lên được level 5. Nhẫn cũng level 4, sừng level 2. Thôi thì mùa sau tiếp tục nâng cấp thêm. Vũ trang thì đang loanh quanh ở 30% chỉ số cơ bản, bonus thêm 3,4% tốc độ di chuyển. Minh văn thì có cân bằng, chỉ số của minh văn này là kháng sát thương thường, chống lại phần nào bè lũ sát thương trừng phạt. Khi đạt 80% độ thì độ quân đã gây ra thêm 80% sát thương kỹ năng, cũng rất ổn áp với một chỉ huy giàu sát thương kỹ năng như Hoắc Cứ Bệnh. Thợ săn thì khỏi phải bàn rồi, tăng rất nhiều sát thương kỹ năng, khiến cho những đợt xả kỹ năng uy lực hơn rất nhiều. Ba minh văn còn lại lần lượt là tăng thêm tấn công, máu và phòng thủ. Thực sự thì đây là một sự kết hợp rất tuyệt vời. Tinh túy ẩm thực của kỵ binh là đây chứ đâu. Vậy suy ra là có tới 40% chỉ số cơ bản đi kèm với đó là hai minh văn huyền thoại. Một bộ vũ trang mà biết bao cao thủ top server khao khát có được. Hạng vũ thì là trang bị cũng khá khỏe, biểu trưng thì cũng tăng dần đến level 3. Mỗi cái mũ của bộ binh này thì có vẻ là tai nạn từ khi mà bot mua tài khoản đến giờ đã khó rồi. Cơ mà với cái mũ này đồn trú bằng Hera mix bộ binh cũng ngon lành với dòng chỉ số bộ binh khá cao. Kỳ phụ thì thoải mái, có đồ nào ta xào đồ đấy thôi. Vũ trang thì đang có loanh quanh ở 30% chỉ số cơ bản, cường tráng tăng phòng thủ, sôi máu thì tăng sát thương kỹ năng, chiến lược tăng thêm sát thương khi mà số 3 mục tiêu. Còn cái này thì giảm sát thương. Hạng vũ này xin xin chọt chọt thì cũng thốn lắm anh em ạ, không đùa đâu. Tiếp theo đó là anh ba Chai Gian, xếp thứ 3 về tổng sức mạnh thì Chai Gian không phải hạng vừa rồi. Một set đồ lãnh đạo 8/8, trong đó vũ khí biểu trưng level 5, mũ level 3, găng tay level 3, áo và giày level 2, sừng cũng level 2 luôn, còn lại thì level 1. Set này mà đồn trú bằng Hera Jisungshin thì như tiệm trà đá vậy, miễn bàn không phải bàn. Vũ trang thì khá là đầy đủ dư vị, cái gì cũng có. Minh văn thống lĩnh uy thế, nghe đã thấy hợp với chất tướng lãnh đạo rồi. Cái này tăng thêm 5% tốc độ hồi nộ, đoàn đánh cơ bản có sát suất 10%, tăng 15% tấn công cho đồng minh. Cảnh báo và dũng cảm tăng thêm sát thương phản công. Vệ binh thì giảm sát thương, đây là bộ vũ trang thuần hỗ trợ, khá phù hợp để phòng thủ và bắp cắt chỉ số cho đồng minh. Tiếp theo là chú tư Nesky, cũng là 8/8 món talent. Mũ biểu trưng level 5, quần găng level 4, còn lại thì mic level 3, level 1. Phụ kiện đang là dao và sách. Sách này thì không hợp lắm với Nesky, nhưng mà có ta lừng các thứ thì vẫn cứ là ngon. Về vũ trang thì sao, Nesky đang có 27% chỉ số, thêm 1,5% mọi thiệt hại nữa thì cũng đâu đó là 30% chỉ số rồi. Chín mùi thì tăng tốc độ chạy, vừa vặn tăng máu. Gai góc tăng tấn công, tinh nhuệ tăng thêm 1% sát thương. Đây cũng là một bộ vũ trang rất tốt, không có gì đột biến nhưng mà vẫn mạnh nếu kết hợp tốt với các đạo quân khác. Đây rồi anh em ạ, Ngoại Long tiên sinh của chúng ta đang mặc set lại là 8/8 món talent. Vũ khí áo level 5, mũ level 4, còn lại thì mic level 1-2-3. Đây chắc chắn là một trong những chủ lực quan trọng để tài khoản này kiếm kill trên đồng. Vũ trang ở đây thì cũng là 27% chỉ số, bonus thêm 70% tốc độ di chuyển. Ra các lượng vốn dĩ chạy rất chậm thì với lượng tốc độ di chuyển này thì giúp ông ta linh động hơn một chút. Như vậy lại là quá hợp lý rồi. Minh văn thì đang có bất khả chiến bại, tăng 5% sát thương kỹ năng. Thợ săn tiếp tục tăng 5% sát thương kỹ năng nữa, rất nhiều sát thương kỹ năng. Gai góc và che chắn thì thêm tấn công và phòng thủ. Ra các lượng này ngoài đồng thì đúng là một quả bom hạt nhân có sức công phá kinh hoàng rồi. Nếu anh em không muốn trở thành nạn nhân của những ra các lượng như này
thì hãy bấm nút like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hơn nữa nhé. Mỗi lần như vậy thì chúng mình có thêm động lực rất nhiều để sản xuất video và những nội dung hay ho khác. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tiếp đến là Lưu Triệt cũng đang có một set 8/8 món talent. Từ nãy giờ chúng ta toàn là 8/8 thôi anh em ạ. Set này bao gồm 4 món từ set đế chế để tăng tốc độ hành quân. Vũ khí tay level 4, còn lại level 3 đổ xuống. Trang sức thì là trống và dao. Vũ trang thì loanh quanh là 2700 chỉ số, trừng phạt tăng 200 sát thương thường. Tàn bạo tăng tấn công, hùng hổ thì sẽ kháng hiệu ứng và gây thêm sát thương. Thu hút thì sẽ giảm sát thương khi ra kỹ năng. Bách chiến bách thắng giảm sát thương kỹ năng gánh chịu và tăng sát thương đánh thường khi máu của đạo quân giảm. Quá hợp với chất tướng ăn mặc chất đấm thì ngất như Lưu Triệt. Cái này làm ki thì khỏe vô cùng, càng mất lính thì càng được hưởng bắp sát thương. Chiến tướng thứ 7 của chúng ta là Quan Vũ với set 6/8 món talent, trong đó có búa KVK trừng phạt. Bộ này thì cơ bản với anh em bộ binh rồi, nhưng đây vẫn là một ước mơ của khá nhiều anh em F2P đấy. Vũ trang thì đang có 2700 chỉ số, có cả tốc độ hành quân, đi kèm với đó là thợ săn giúp khuếch đại sát thương kỹ năng. Chống địch thì tăng kháng sát thương thường và chiến đấu thì tăng sát thương thường. Giá mà tẩy đi 2% chỉ số lỏ kia thì quá ngon, xanh sạch đẹp luôn. Chiến tướng thứ 8 trong danh sách này đó là Asu với 6/8 món talent. Ở đây thì cũng là một món KVK nổ talent. Set này thì không được lấp la lấp lánh bởi chưa có biểu trưng. Set thứ 8 rồi nên là rất khó để có thể dồn tài nguyên được. Điểm mạnh của set này là chứa hầu hết các món lẻ, thế nên là chỉ số cực kỳ cao. Vũ trang thì tận 35% chỉ số, thêm minh văn hào khí gây thêm sát thương khi trên 70% nộ nữa. Sáng nay thì mình vừa mở thêm một gai góc để tăng tấn công, thôi thì khảm luôn cho nó nóng. Chưa dừng lại ở con số 8, vị tướng thứ 9 đó là Babu vẫn có trang bị 3 món cam với 2 món tím là đồ dành cho tướng công trình này. Riêng có cái giày lãnh đạo nhưng mà vẫn bắp chỉ số máu và tốc độ hành quân cho quân bao vây nên là cũng khá ngon. Trang sức thì có thêm cái lưới Mora để slow mục tiêu nữa. Vũ trang thì cũng rất xanh hành đẹp với 24% chỉ số, thảm sát tăng sát thương thường, khỏe mạnh tăng máu. Còn đạn đạo thì khi dùng đội hình tầm xa thì sẽ tăng sát thương. Kế đến mạnh thứ 9 là tướng farm Sơn Đéo, có một set cam để farm game cháy máy với 4 món đã có talent. Hera thì là một vị chỉ huy đồn trú đặc biệt nên là bot cũng ưu ái có một bộ vũ trang nhìn thì có vẻ là đống hỗn độn, nhưng thực chất lại rất hiệu quả bởi vì Hera thủ mid chup mà. Trong đó các minh văn cứng cựa tăng máu, trừng phạt tăng sát thương thường, danh ma tăng sát thương kỹ năng, chiến hống tăng tấn công, lấy công làm thủ tăng kháng sát thương kỹ năng. Mỗi khi chữa lành hoặc là khiên sẽ nhận thêm 3,5% sát thương nữa. Cái này thì quá phù hợp với Hera rồi. Nếu mà tẩy được mấy dòng tốc độ di chuyển thay bằng dòng chỉ số nữa thì quá khét luôn. Nhưng mà ở đây thì hết lượt tẩy luyện rồi anh em ạ. Đợi quả đá reset thì mình sẽ tẩy lại cho nó hợp lý. Tổng kết lại thì bot đang có 9 bộ trang bị và 10 bộ vũ trang khá tốt để đánh nhau ngoài đồng. Quá luôn cả một set vũ trang dành riêng cho quân đồn trú nữa. Giờ thì chúng ta sẽ check kỹ xem tướng tá bot đa dạng không nhá. Bộ binh thì không phải mũi nhọn của tài khoản này nhưng mà bot mắc cũng khá nhiều rồi. Hiện tại thì với trang bị vũ trang như thế kia thì mình hoàn toàn có thể đồn trú hai cờ cùng một lúc được. Một là Gogo dùng đồ của Lưu Triệt, hai đó là Zeno Jisung Shin dùng đồ Quan Vũ. Mình nghĩ là Zeno Jisung Shin thì vẫn ổn ở sit thấp thôi. Rally thì tài khoản này có thể dùng tướng mới luôn cho nó chất. Chúng ta có thể CPOA đi với Warlock hay là CPOA đi với Vakan chẳng hạn. Còn về kỵ binh thì bot mắc hết tướng kỵ là điều không thể chối cãi rồi. Hơn nữa là các tướng đều level 60 hết vì bot bị OCD nặng mà. Vì bot có 3 sát kỵ nên là có thể đồn trú đồng thời với những tướng chính như là Eleanor, Zanzika. Còn một set đồ nữa thì dùng để rally với Justinian. Cung thì cũng không kém cạnh gì, bot cũng mắc gần hết tướng, còn thiếu mỗi Amanitor. Lúc này thì đồn trú sẽ là Dido ra các lượng và rally sẽ là Asu Henry. Sit thấp thì Dido ra các lượng, trang bị tốt, công nghệ cao thì mình nghĩ thủ vẫn tốt thôi anh em ạ. Tiếp theo là tướng công trình, lối chơi không dành cho người nghiện thì bot đã mắc Babu rồi. Còn Maganet thì mình đang mua gói hàng ngày thì cũng sắp mắc nốt. Gonzalo 5541 và Mada thì 5211, hai con này thì mình sẽ cân nhắc mắc sau. Lãnh đạo thì bot có cả tù trưởng Moctezuma, vị tướng có thể nói là ảo thuật gia vĩ đại nhất của Riot Kingdom. Với khả năng là vô hình, tàng hình nên là chả ai thèm động vào, thế mà bot cũng quyết định mắc luôn tướng này. Các tướng lãnh đạo khác thì như Lữ Bố, Võ Tắc Thiên, Soliman thì bot cũng chưa mắc bởi những vị chỉ huy này rất ít sử dụng. Tiêu biểu nhất đó là Hera Jisung Shin theo Rora thì ở sit thấp mình nghĩ là vẫn ổn. Tổng quan lại tình hình vương quốc thì Liên minh chính hiện đang là 7 tỷ điểm sức mạnh. Khả năng tương lai thì sẽ vẫn giảm tiếp nếu mà người chơi tiếp tục di cư. Mình nghĩ là Kingdom sẽ ổn định ở khoảng 6 tỷ rưỡi. Điểm tiêu diệt Liên minh thì vẫn đang là 436 tỷ. Sức mạnh với điểm tiêu diệt tỷ lệ như này thì đây là một hình thái mà vương quốc khá chắc ở sit này rồi. Rơi vào những cụm KVK toàn sit B, sit C thì làm vua ở đấy ngay. Hiện tại thì chúng mình vẫn đang tuyển dụng thêm những anh em khác để cùng nhau vận hành vương quốc sit B này. MGE thì có quy định rõ ràng, giai đoạn 1 không quá 1 triệu điểm để Kingdom không bị béo phì. Tổng điểm thì không quá 8 triệu, người thì ít nữa, thế nên là anh em rất dễ để có thể có một slot MGE nhằm mở khóa và nâng cấp những chỉ huy nào đó chẳng hạn như là Nebu hay Asu. Hai con này đánh đồng vẫn khá ngon. Bên mình thì luôn có sẵn vé bay cho anh em muốn di cư.
Ngoài ra thì bên mình có fix luôn cả sự kiện 20 chọc để không làm Vương quốc béo lên và tiết kiệm tăng tốc để anh em đánh KVK hiệu quả hơn. Tổng động viên Liên Minh thì dùng cả tài khoản chính và tài khoản farm để nâng điểm. Có luôn nhiều Liên Minh farm để anh em đánh Osiris, dành cho những ai thích sự riêng tư hoặc là không thì ở Liên Minh chính đánh luôn cũng được. Chủ yếu là các Liên Minh farm thì vẫn dùng nhiều trong các chiến thuật xây pháo đài trong KVK. Còn về tài khoản nông trại thì anh em cứ bay về thoải mái, miễn là dưới 25 triệu là được. Và khi bay về thì nhớ mỗi ngày dùng một lính để xây cờ tăng tín dụng trên Liên Minh anh em nhé. Tiêu chí tuyển dụng ở đây thì mình vẫn thấy hơi cao. Theo mình để phù hợp hơn với Seed thì Kill Point gấp 30 lần sức mạnh là được. Chẳng hạn như 70 triệu sức mạnh thì Kill Point của anh em là 2 tỷ 1 trở lên là đẹp. KVK cứ mua hai gói cơ bản, có pop up thì càng tốt. Riêng các bot làm Magtech thì sẽ được ưu tiên MGE và hỗ trợ tài nguyên đánh KVK. Về sức mạnh cá nhân thì đang có bot Ivan đang là top 1, thứ 2 thì đang là tài khoản này AS, Mosca, Excalibur. Đây đều là những chiến binh tinh nhuệ và sẵn sàng tối đa công nghệ pha lê ở những mùa KVK tiếp theo. Dưới này thì cũng có rất nhiều bạn có thể Magtech và chiến hết mình trong KVK. Chưa kể tài khoản này cũng rất tốt. Nói ra không biết là có bị truyền hình Vĩnh Long bắt đi không, nhưng mà giờ cứ KVK là một ngày mình sẽ chơi ít nhất là 20 tiếng. Miễn là khi mình online và anh em nhồi đầy đủ thì mọi lá cờ của chúng ta đều sẽ an toàn. Thêm nữa là còn một tài khoản khác của bot từ hồi KVK 1, sức mạnh đang là 200 triệu nên là nhồi lính tè tèn tèn. Anh em nào đáp ứng được mọi tiêu chí ở trên thì cứ liên hệ mình để ứng tuyển nhé. Ngoài ra thì chắc chắn là anh em cần hoàn thiện KPI rồi. KPI thì mình sẽ để ở đây cho anh em tham khảo nha. Kingdom Seed B nên các cuộc chiến nó không thể máu lửa giống như các vua của Seed A, Seed S được, nhưng mà cũng đỡ mệt hơn anh em ạ. Nên là anh em còn chần chừ gì nữa mà không ứng tuyển ngay thôi. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp mình qua tài khoản này nhé. Từ đây thì video review di sản của bot MG với những nỗi niềm trăn trở của bot cũng kết thúc rồi. Nếu bạn muốn mình review thêm các tài khoản khác hay ho và thú vị hơn nữa, cứ tự nhiên comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.